tiếp tục vào việc anh chị ơi. Hôm nay chia sẻ anh chị mình hai lô đất mặt tiền chợ quý anh chị nha, mặt tiền chợ nha, kinh doanh buôn bán sầm uất quý anh chị nha. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là thành phố Thuận An quý anh chị. Đường này quý anh chị, đường này là đường 22 tháng 12 quý anh chị nha, đường 22 tháng 12 nha. Hướng này là ra quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương, ngã tư Đất Thánh 500m, bệnh viện Columbia 500m anh chị, hướng này ha. Hướng ngược lại là xuống chợ Thuận Giao 100m. Xuống chợ Thuận Giao 100m, còn xuống vòng xoay An Phú 2km. Chỗ này gần khu công nghiệp V-Ship 1, gần với khu dân cư Việt Sinh. Nằm trong mặt tiền chợ đêm Hòa Lân. Chợ đêm Hòa Lân quý anh chị nha. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bất động sản hôm nay chia sẻ anh chị mình nằm trên mặt tiền đường này. Chính xác là mặt tiền đường này quý chị. Đi vào trong này một xíu anh chị nha. Đây quý anh chị, em giới thiệu sơ cho anh chị mình hình dung này. Chỗ này là mặt tiền chợ này. Chỗ này bên đây là quỹ đất để xây chung cư này quý chị. Đây, cái đất xây chung cư là bên đây này. Quý anh chị thấy không? Chợ đêm Hòa Lân quý anh chị thấy không? Đó, mặt tiền bên đây là chung cư quý anh chị nha. Chung cư quý anh chị. Cái chung cư này nó nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12 luôn. Đây. Chung cư của mình là nằm trên mặt tiền đường 22 tháng 12 quý anh chị. Đây, đường 22 tháng 12 nha. Đây. Cái đất chung cư này là từ đây này và sâu thẳng vào trong kia, sâu thẳng vào trong kia quý anh chị nha. Và là lô đất của mình là mặt tiền chợ đêm Hòa Lân và đối diện với chung cư, đối diện với chung cư. Chung cư thì chưa có xây ha. Hiện tại bây giờ đang vây tôn lại rồi. Chung cư này làm ra cũng rất là đẹp quý anh chị nha. Còn hiện trạng bây giờ là bán hiện trạng bây giờ thôi. Đó, chợ đêm Hòa Lân này quý anh chị ha, đẹp tuyệt vời nha. Đó, nằm trên mặt tiền đường này này. Kinh doanh buôn bán. Do vừa mưa xong ha nên em ghi hình luôn để cho anh chị mình xem. Hiện tại bây giờ mới mưa xong nên chưa có ai, nhưng mà chợ này là sầm uất lắm quý chị ơi. Buổi tối kinh doanh kinh khủng lắm. Đấy. Ở trong đây chủ yếu là kinh doanh mặt hàng về đồ áo là nhiều quý chị ha. Đường này thông quý chị nha, đường này thông nha, đường thông hai đầu nha. Chỗ đây bất động sản này là ngang 5 quý chị. Ngang 5 và dài 16, tổng là 60 tổng là 80m, 80m mỗi lô. Ở đây em có hai lô hai sổ nha, bán lẻ cũng được và bán cặp cũng được quý chị ha. Nên anh chị mình mua cả hai lô thì ngang 10. Chỗ đó. Phía dưới đó một xíu quý chị. Nếu mà mua hai lô thì ngang 10, còn mua một lô thì ngang 5. Kinh doanh buôn bán. Còn sâu thẳng xuống dưới kia nữa quý chị kìa. Sâu thẳng xuống dưới kia nữa kìa. Còn nhiều lắm quý chị ơi. Đường này đường thông, kinh doanh buôn bán ha. Đối diện với mặt tiền quỹ đất để là mình làm chung cư. Thì hôm nay em có hai bất động sản nằm trên mặt tiền chợ đêm Hòa Lân gửi tới cho toàn thể quý chị mình tham khảo. Anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm những cái bất động sản mà nằm trong chợ ha để có thể kinh doanh buôn bán thì mình hãy liên hệ ngay cho em Hải nha. Ở đây là có hai lô hai sổ nha, sổ hồng riêng nha. Mua bán chuyển nhượng sang tên luôn anh chị nha. Anh chị nào mà muốn sang tên ngay được luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Và hai bất động sản này giá cũng rất là ok đó quý anh chị. Thời điểm này thì bất động sản bây giờ giá rất là ok. Nói chung giờ mà đi nữa thì còn xa lắm quý anh chị. Đây xuống đó phải tầm hơn 100m nữa. Khoảng 200m nó mới hết cái chỗ chợ này. Khoảng 200m nó mới hết chỗ chợ này quý anh chị ạ. Ha. Đó. Nó còn dài lắm quý anh chị ơi. Chợ đêm Hòa Lân ha. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Kinh doanh buôn bán kinh khủng ha. Chủ yếu là mặt hàng đồ áo là nhiều. Bất động sản của mình đây này, chỗ này, đó, chỗ kinh doanh đồ áo đó quý chị, ha, chỗ kinh doanh đồ áo đó nha. Phía bên đó, ngang 5 và dài 16, mỗi lô là 80m và thổ cư hết quý chị nha, thổ cư 100%, hướng chính Tây, đối diện với quỹ đất để mình làm chung cư, còn hiện tại bây giờ là mặt tiền chợ, ha, thì mỗi bất động sản ở đây là 80m2, thổ cư hết là giá 4 tỷ 300 triệu một lô, nếu mà mua 2 lô thì là 8 tỷ 6 quý chị nha, 8 tỷ 6 nha. Còn mua một lô là 4 tỷ 3, mình thương lượng chính chủ. Đó, có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình luôn. Nếu anh chị mình có nhu cầu vay vốn ngân hàng ha. Ở đây sổ sách giấy tờ thì có sẵn hết rồi, mua bán là sang tên luôn. Đường 22 tháng 12 là phía trước đó quý chị ha. Đó, phía trước đó là đường 22 tháng 12 quý chị nha. Rất là đẹp quý chị ha. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An anh chị. Đó. Vậy là kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản vừa ghi hình xong cho anh chị mình xem hai bất động sản nằm trên mặt tiền chợ đêm Hòa Lân để cho anh chị mình tham khảo. Anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm bất động sản mặt tiền chợ thì hãy liên hệ ngay cho em Hải nha. Đó. Hai lô, mỗi lô là 4 tỷ 3 quý anh chị nha. 4 tỷ 3 mỗi lô, thương lượng chính chủ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ ngay cho em Hải kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ở số điện thoại góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất có thể ha. Và bây giờ video của em Hải đến đây xin phép dừng lại. Em xin cảm ơn quý chị đã cùng đồng hành và theo dõi. Em xin cảm ơn.